Bài 9. Du lịch. Hội thoại 1. Hoa: Sophia đến Việt Nam đã đi du lịch nhiều nơi chưa? Sophia: Tớ đã đi cả ba miền Việt Nam, miền Bắc, miền Trung và miền Nam rồi. Rất đẹp. Hoa: Miền Bắc bạn đã đi những nơi nào? Sophia: Tớ đã leo lên đỉnh núi Phan Xipang ở Lào Cai và đã thăm Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Hoa: Miền Trung bạn đi Đà Nẵng chưa? Sophia: Chưa, miền Trung tớ đã đi Hội An ở Quảng Nam, Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt và Nha Trang. Miền Nam tớ đã đi Chợ Nổi, Cần Thơ, Bưu Điện Thành Phố Hồ Chí Minh và đảo Phú Quốc. Hoa đã đi đến những nơi đó chưa? Hoa: Tớ cũng đã đến những nơi đó vài năm trước. Bây giờ chắc thay đổi nhiều rồi. Sophia: Du lịch Việt Nam rất thú vị. Mỗi miền có vẻ đẹp văn hóa, ẩm thực, giọng nói khác nhau. Đối với mình, Việt Nam rất đặc biệt.